trận lũ lịch sử năm 2017 gần như nhấn chìm tất cả những thành quả lao động của bà con nông dân xã Nạm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La. Nhưng nhờ sự đùm bọc, sẻ chia của cộng đồng, nỗ lực của chính quyền địa phương và tinh thần đoàn kết của nhân dân, vùng lũ Nạm Păm hôm nay đã khoác lên mình màu áo mới. Sau gần 3 năm khi cơn lũ lịch sử đi qua, vùng rốn lũ Nạm Păm này đã có nhiều thay đổi. Màu xanh của cây ăn quả Màu trắng của những đồi hoa mận đã phủ lấp đi sự cằn cỗi, hoang tàn bởi dòng lũ lịch sử để lại. Sau khi ổn định cuộc sống với sự quan tâm của chính quyền địa phương, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân cũng từng bước được nâng lên. Người dân nơi đây đã tạm quên đi những ngày tháng vất vả để hướng về tương lai tươi sáng hơn. Năm nay thì kinh tế phát triển hơn mọi năm. Còn mấy năm trước thì tại vì lũ lụt nên bà con ở đây không làm được gì hết ạ. À. À, tổn chiêng phí máu. Người dân chúng tôi đã đoàn kết chung tay xây dựng quê hương ngày một giàu mạnh, quên đi những vất vả để hướng đến một tương lai. Thời gian qua, chính quyền địa phương cùng người dân đã đoàn kết, nỗ lực vươn lên để ổn định cuộc sống bằng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hăng hái thi đua lao động sản xuất, dần ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 68%, toàn xã có trên 200 ha diện tích trồng cây ăn quả, 23.000 con gia súc, gia cầm cho giá trị kinh tế cao. Cấp ủy chính quyền địa phương đã ra nghị quyết lãnh đạo về phát triển kinh tế xã hội và có hướng mới cho bà con nhân dân về phát triển kinh tế xã hội, nhất là các hộ đặc biệt khó khăn trong thời gian bị gặp cơn lũ lịch sử dù vẫn còn đó những khó khăn mất mát nhưng người dân vùng lũ nạm păn vẫn tiếp tục vươn dậy mạnh mẽ trong lao động sản xuất với niềm tin mãnh liệt về một cuộc sống mới ổn định và phát triển hơn